Vâng, thưa các bạn, khi mà lần đầu tiên cầm vào Vsmart Star 5, lúc mà mình mở hộp, thứ mà mình ấn tượng nhất không phải là dung lượng pin khỏi giá bán, mà là ốp lưng. Và mình đã hiểu tại sao nó lại tặng cái ốp lưng như thế này. Bố có 10 mua điện thoại về cho bố này. Mua điện thoại làm gì? Bố còn kia nha, bây giờ ai có đọc báo giấy nữa, nó không thân thiện với môi trường. Bố dùng điện thoại mà đọc báo lái nên tiết kiệm hơn bao nhiêu không? Đọc báo giấy là không thân thiện môi trường á? Mày có biết là ngày xưa các cụ suốt ngày đọc báo như này ấy, là còn có thể. Cái này của mày có thể như này được không? Được á? Vớ va vẩn. Đâu? Lại đây chỉ mà. Này dùng như nào? Bỏ kính ra mới nhìn được đúng không? À, đeo kính vào. Ừ. Sau một tiếng rồi chưa lót được cái gì? Bố chả biết cái gì cả, để dùng đi thôi, người ta phải chờ đợi tí chứ, có phải đọc báo nó nhảy như rửa đâu. Thằng ranh con này, tôi nuôi mày ăn học này, mày mua cái này đồ giá về, mày đùa bố mày à? Đấy, tuy nhiên đoạn đầu chỉ là vui mà thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ đánh giá sau vài ngày, à thậm chí là lên đến gần một tuần sử dụng. Mình cho rằng mình đã hiểu được cái chân lý dùng một chiếc điện thoại giá rẻ ở chỉ 2 triệu đồng nó là như thế nào. Và cấu hình vẫn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của mình. Thì đầu tiên thì Vsmart Star 5 tiếp tục nối dài sự thành công của những cái con Star, là cấu hình cũng như là giá bán nó rất ấn tượng. Nhưng năm nay Star 5 lại không quá tập trung vào điều này. Các bạn nhận thấy là nó chỉ chạy Helio G35 mà thôi. Và so với con chip này thì mình nghĩ rằng trải nghiệm hàng ngày các bạn sẽ được ảnh hưởng rất là nhiều. Giá bán của nó vẫn ấn tượng như thường lệ. Tại 7S các bạn sẽ tặng một cái voucher giảm giá lên đến 200.000 đồng. Thế nhưng con này các bạn mua phân khúc chỉ là 2,5 triệu. Và mình cho rằng nó vẫn cực kỳ đáng mua. Các bạn xem tiếp những cái đoạn sau mình sẽ chỉ ra. Thứ đầu tiên mà khi các bạn cảm nhận được là màn hình 6,52 inch HD cộng, nhưng nó không tệ, mình khẳng định luôn. Thực sự là nếu mà không bảo mình đây là màn hình HD cộng thì nó hiển thị vẫn rất ổn. Màu sắc này, độ chi tiết này, các icon này, mượt mà ngon lành cánh đào phết. Nhưng các bạn sẽ phát hiện ra điểm trừ của nó khi các bạn xem video. Mình xem video trên SpangBang phát hiện ra là cái độ sắc nét của video nó không cao. Xem video trên YouTube các cái màu sắc cũng như là, nói chung là mặt mình tự nhiên hơi đỏ đỏ, nhưng một số tông màu lại da người lại bị nhợt nhạt. Cái chất lượng của nó chắc chắn là nó sẽ không cao. Và tuy nhiên thì mình cho rằng đây vẫn là màn hình hiển thị tốt so với số tiền chúng ta đem lại. Mình không tìm ra được một chiếc điện thoại nào với giá tiền này hoàn toàn mới mà đẹp hơn được cái chiếc Vsmart Star 5. Và quan trọng là kích thước rất lớn, phù hợp với những người cao tuổi như mẹ mình có thể sử dụng được, hay là mình dùng từ những chiếc flagship chuyển qua đây mình vẫn thấy rất là hài lòng. Nhưng mà cái mà các bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu, mình đã bảo rồi, không phải là màn hình mà nó chính là hiệu năng. Con này nó chậm cách rõ rệt đây. Mình chạm vào mở khóa màn hình, nhưng mà phải kiểu rất từ từ nó mới mở ra ấy. Nhưng mà cáu nhất là khi mà các bạn đang xem hay là đang chat Telegram, bắt đầu tin nhắn notification từ Messenger hay Facebook, livestream các thứ nó hiện phát, máy giật tung đít luôn. Là kiểu các bạn đã hoạt động trên ứng dụng nào thì nó chỉ chạy trong ứng dụng đó thôi. Các bạn có ý định mà chạy đa nhiệm, các bạn chuyển sang một cái khác mà các bạn thao tác ấy, mà các bạn chuyển qua chuyển lại là nó chậm. Các bạn cảm nhận điều này nó quá rõ ràng. Mình thậm chí là chỉ chơi mấy cái trò kiểu Magic Title hay là gạch Healing, hay là mấy cái trò kiểu mình đặt vai mình là mẹ mình ấy, mà mình chơi trò này mình phải công nhận phải mình phải bóp mũi chết lâu rồi, chứ thực sự là dùng cái quả này nó điên lắm. Bởi vậy nên cái mà mình cảm thấy các bạn sẽ chắc chắn phải chấp nhận và rèn luyện đó là tính kiên trì nếu dùng chiếc điện thoại này. Thế nhưng mà đổi ngược lại thì nó đem lại anh ta những lợi thế gì? Pin nó khỏe lắm mọi người ạ. Đây là thời gian on screen của mình lên đến hơn 10 giờ đồng hồ. Với nhu cầu của mình là gì? Sử dụng 4G, lướt web, xem YouTube. Mình chơi mấy cái game nhẹ nhẹ thế này được 10 tiếng. Mãi mình gọi là mình dùng những cái con như iPhone 12 Pro Max rồi. Vivo X60 Pro, cộng bọn này ngày nào mình cũng sạc. Con này mình dùng đến 2 ngày mới sạc. 10 tiếng on screen, kinh khủng khiếp luôn các bạn. Và nó còn có sạc nhanh ở trong hộp là 20W, tất nhiên tối đa là 18. Quá hào phóng ở điều này. Ốp lưng thì siêu trâu bò, và thực sự là mình không nhớ được những cái lần mà mình làm rơi rớt trên điện thoại này là bao nhiêu nữa. Và nó quá bền bỉ. Tháo lưng qua một chút thì ở phía sau mặt lưng thì thiết kế họa tiết hoa văn đẹp bắt mắt. Màu sắc này rất là tươi trẻ nhá, cầm trong tay không bám mồ hôi dưới vân tay, sạch sẽ. Camera là chất lượng luôn. Các bạn có biết là người ta hay có những cái công cụ Photoshop để ghép tạo những cái ảnh shadow di chuyển liên tục không? Không cần. Bật HDR lên, người bạn tự nhiên phân thành 3, thành 4 phân tân trực tiếp trong cái máy này luôn. Bởi vì nó quá chậm. Các bạn chụp cái mà người ta là tự nhiên phân thân thành 3, 4 người. Nó funny cực kỳ. Và da người nhá, chụp không bật HDR, trắng trẻo xinh đẹp. Bật HDR phát mặt ám vàng.
chất lượng uy tín luôn. Quay video cũng nói chung các bạn đủ hiểu rồi. Đây là một chiếc điện thoại chụp chống cháy ở trong điều kiện đủ sáng, đừng sử dụng HDR dù mình. Và thiếu sáng thì thôi đừng có chụp. Nhưng camera selfie thì khá ổn, vẫn đẹp trai, phục vụ cho nhu cầu gọi Zalo các thứ, ngon lành cành đào. Loa ngoài thì đủ to để mà mình có thể nghe thời sự, mình xem YouTube ở trên này, nhưng không quá to và chất lượng. Có dẫn gắn tai nghe 3.5mm và cổng sạc si, ngon lành cành đào luôn. Về chiếc điện thoại này thì mình cho rằng là dù sao, nếu mà xét những gì mà đem lại, Vsmart đang muốn thay đổi. Họ lúc nào cũng cứ tập trung vào cấu hình cao giá cả phải chăng, nhưng đến một giai đoạn tự nhiên nó sẽ không thể đua như thế mãi được. Vsmart đã đánh vào một yếu tố khác, đó là giá trị. Cái SIM ở trong này rất tuyệt vời. Tại sao SIM chúng ta có thể dùng được 10GB một tháng trong vòng 18 tháng? Và giá trị của chiếc SIM này nếu mua bên ngoài cũng rơi vào tầm khoảng ít nhất là 1 triệu. Và như thế là giá trị của máy lúc đấy chỉ còn là 1,5 triệu đồng mà thôi. Thì mình thấy rằng cái gói này mình đã trong quá trình trải nghiệm nó rất nhanh, rất ổn định luôn, thực sự là ấn tượng với những cái gì mà tốc độ 4G từ cái vSIM nó đem lại. Về cơ bản nó hơi khác so với eSIM một tẹo, tuy nhiên thì mình sẽ không giải thích quá kỹ trong video này. Nhưng tổng cộng các bạn có thể sẽ có 3 SIM với 2 khay SIM ngoài, một thẻ nhớ SD. Và ngoài ra các bạn thì kích hoạt vSIM bật tắt tùy theo nhu cầu của mọi người. SIM lúc nào có sẵn trong máy nên có thể là phục vụ cho nhu cầu như mẹ mình có thể để đấy, để lướt web, gọi Zalo, không bao giờ sợ là cứ kêu mẹ phải bật tắt để tiết kiệm. Hai là có thể định vị tìm thiết bị nếu trong trường hợp mà gửi cho phụ huynh dùng các bạn thì biết bố mẹ đang ở đâu, càng may các cụ bị đi lạc hay làm rơi mất máy, mẹ mình đã từng để quên máy ở chợ chẳng hạn đó. Thì đây là một cái rất giá trị của Vsmart, họ đã đi sâu vào cái trải nghiệm người dùng hơn, chứ còn mãi cái cấu hình sẽ không tác dụng gì cả. Ngoài ra thì cái VOS mới cũng đem lại các công cụ tiện ích ở bên trên này, các phím tắt mẹ mình mới dùng con này dễ dùng cực, cụ không có kiểu kéo xuống sau đó phải đi mần mò mấy cái phím tắt nữa, bởi vì cái này nó to, nó dễ sử dụng, thông báo cũng tràn đầy. Con này có một cái điểm trừ tiếp theo nữa là về cảm biến ánh sáng tự động, rất hay đang dùng tự nhiên tối sầm đi một cái và mình phải kéo thủ công lên, cái cảm biến ánh sáng của nó hoạt động không thực sự tốt và nó gây cho mình cái trải nghiệm khó chịu trong quá trình dùng. Tóm lại, Vsmart Star 5 là một chiếc điện thoại không phải tập trung vào cấu hình nữa. Anh em định mua chơi game thì giúp mình là tìm những con Vsmart khác mua sẽ chơi game tốt hơn. Con chip này của nó không phục vụ chơi game được, dùng khá lác chậm một cách rõ rệt, nhưng nó đem lại những cái giá trị như bộ nhớ trong thoải mái cho mẹ mình tải phim, rồi cũng như là game cóp ảnh của các cháu lưu vào đây rất nhiều. Camera chụp cũng đủ dùng trong đủ sáng mà thôi. Còn các bạn thì sao? Các bạn hãy comment cho mình biết với số tiền này các bạn sẽ mua Vsmart Star 5 dành cho phụ huynh hay không. Mình sẽ chọn nó bởi vì có ốp lưng đúng là đi vào lòng người luôn. Hẹn gặp bạn trong các video lần sau. Đừng quên truy cập vào link bên dưới tại CMS để mua được giá tốt nhất nhá. Vào chiều tận 200.000 đồng quá là hợp lý luôn ạ. Thực sự chất. Này, làm lại lần nữa này. Review phải chất thật này không?